Vậy thì anh lên phòng đi, em cho anh làm chuyện của đàn ông. Mới sáng sớm, thôi đưa giỏ đây em đi chợ cho. Chồng con gì mà làm biến thấy sợ rồi. Bích. Anh Tâm. Anh Sơn có nhà ông Bích. Có gì không anh? À, định rủ Sơn đi làm chuyện đàn ông. Chuyện đàn ông mà là chuyện gì mới được chứ? Thì đàn ông có chuyện gì đâu làm, thì cũng chuyện đó thôi chứ chuyện gì. Chuyện đó là chuyện gì? Phải rõ ràng với em mới biết. Thì hai đứa định đi tập tạ mà. Tập tạ gì mà biết, thấy cái bụng còn bự hơn cái ngực nữa. Anh Sơn nó có nhà vậy, thôi mấy cho anh ngồi đây anh chờ anh Sơn được không? Anh ngồi anh chờ đi, anh Sơn ra chờ xíu anh về liền á. Anh chờ anh uống nước nè. Cảm ơn Bích. Em làm cái gì sai hả? Không, Bích đẹp lắm. Anh uống nước đi. Uống gì banh miệng chết. Làm gì anh nhìn em hoài vậy? Tại Bích dễ thương quá. Bộ em đẹp hả? Không, Bích đọc báo ngược. Bích giống con mèo nhà anh quá. Bích à. Dạ. À, anh có lời đề nghị khiếm nhã được không Bích? Anh cứ nói đi. À, anh muốn hôn Bích một cái. Anh có biết là em là vợ của bạn anh không? Anh có một lời đề rất là khiếm nhã đó nha. Với một điều kiện, một nụ hôn 100 đô được không Bích? Xin nghĩ lại. Một cái thôi nha. Thiệt là ngại quá. Mà bữa giờ này là anh Sơn đi chợ về rồi mà sao giờ này chưa thấy anh về nữa. Mà chắc là anh biết anh tới đây rủ anh đi cử tạ mà phải không? Trời sao mà biết anh tới đây mà giờ này cũng không biết chịu gì nha. Cái nữa nha. Làm đi. Thiệt là ngại quá. Trời ơi sao mày. Anh Sơn ơi sao giờ này anh chưa chịu về nữa. Mà bữa giờ này về rồi đó. Nữa hả? Không, hết tiền rồi. Thôi anh về nha. Hai hùng hạ tái được hai chồng. Sao? Hồi nãy anh Tâm kiếm anh á, anh thấy anh không? Ủa? Vì nó có trả anh 200 đô không? 200? Hả? Dạ,
Tao là ăn cà ra là gì? Xin bãi kiến là tam hoàng tụi bay. Thôi, dám. Dạ. Con bò nhà ai đi lạc vào đây mà mang lục lạc kêu lẻn kẻn vậy? Dạ, con bà thượng đây không phải là con bò, mà là công chúa Ấn Độ tên là Angri Devi. Nàng vào đây dự lễ du kê đó. À, gì? Dạ, cho tiễn thê. Nè, hỏi dám. Dạ. Dự lễ tiễn thê thì nói bả gỡ cái khăn ra cho ta coi mặt đi coi. Ừ. Dạ thưa hoàng mẫu, xin mẹ đừng có nóng. Biết đâu chừng dở cái khăn ra đó, ta sẽ thấy được một nàng tiên sắc nước hư trời bay phọt ra từ khe núi lửa quả diệm sơn. Phải không? Đúng, con mình nói phải đó hậu à. À vậy thì nội giám dạ. Đưa nàng ra mắt cho hoàng tử đi. Dạ. À nè, khoan. Hỏi kỹ coi nàng tắm rửa gì chưa, mà nãy giờ ta nghe nặc nồng cái mùi cà ri nỉ vậy. À, đúng rồi đó, con cũng nghe cái mùi phảng phất nước hoa ngũ vị hương. Nè, qua gặp hoàng tử đi. Để coi anh xuống đi. Hoàng tử, chắc trái quá, lấy tao đi hoàng tử. Lấy tao đi về Ấn Độ là chơi vui lắm. Có gì đâu, gì vui đâu chơi. Trời ơi, hoàng tử ơi, Ấn Độ có nhiều con chơi lắm. Con lắm là chơi vui lắm. Ê, 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 ghê thấy bà, có gì đâu mà vui đâu mà chơi. Đó, hoàng tử là không biết là con rắn là chơi vui lắm nè. Hoàng tử bắt con rắn, bóp cái cổ, cắt. Hả? Cắt cái đầu. Chặt phải không? Chặt cái đầu, trời ơi. Hoàng tử móc cái mớt, nuốt. Trời ơi, 8% là xuống lắm, là xuống lắm. Trời ơi, xuống cái gì? Xuống hay là rung? Trời đất ơi, ta gặp con trùng bao nhiêu người ta thôi à, ta đã sợ gần chết rồi. Có gì con rắn của nàng, cái ghê mà, cắt vô đi. Quang cắt vô. Không lấy tao cất vô. Cắt vô đi. Trời ơi, nàng chắc ở xứ nóng á, tối ngày á, bắt rồi chặt rồi bóp nuốt tối ngày à. Cho nên là sung quá là quá khùng rồi, thấy không? Hoàng tử à, Quang tử là vẫn là đẹp trai mà dễ thương quá. Để coi. Hết hồn. Cái ba Quang tử là đẹp quá. Con thằng cha quăng, thằng cha này được giàu quá. Còn thằng này, thằng đó ơi, mày xấu còn hơn là chữ xấu nữa. Thằng ơi, ta nói em xấu nha. Nhà ngươi xấu thiệt chứ gì nữa. Angeli được gì? Nàng có cái mùi cà ri á. Chưa tới giờ thi, đứng gần chi? Làm ơn xích ra tí đi, please. Bây giờ nàng có thể dỡ cái khăn che mặt ra để cho mọi người xem cái dung nhan của nàng được không? À, quan tử là muốn coi dung nhan sạc xì của tao. À. Được rồi, tao mở cho quan tử là tụi bay coi lướng một thể nghe. À. Black is black. Baby, you so black. Nàng đen quá rồi. Trời ơi, đen tuổi à. Đúng đó con, y như cục than hầm chưa đốt. Cột nhà cháy ở đâu bay tới đây vậy? Thì giống như con tròn hôi. Ừ. Còn cái nước da thì đen như là con bị cháy vậy đó. Mấy đứa tụi bay là đang khen tao đẹp ra, rồi hoàng tử này là để mê tụi bò đi sắc xí của tao nữa. Hoàng tử thì muốn làm mua cho tay con. Trời ơi, thôi đi. Bà mà muốn cái gì mà cái điều muốn sắc xí xương thì có hả? Thì là hoàng tử mày muốn có tao mua sắc xí được rồi, tao chơi luôn sắc xí. Thôi, trời ơi. Mẹ muốn chồng quá rồi quên chùi mũi sao mà dính tao mũi kìa. Cái chuyện này giờ tao phải kiêng ăn thịt mỡ quá. Nội giáp. Dạ. Kiều thích quan bên. Dạ. Đây nè, công chúa Ấn Độ. Ta đứng bên đó ta dòm ngươi múa đó. Ta mắc ói quá à. Đứng qua bên kia đi mẹ. Thằng này là vô duyên.
Thằng này ganh tị là tắt đẹp của ta thì quá vô duyên. Không dám ganh tị đâu. Cô Giáp. Dạ. Năm Bạch Thư. Năm Bạch Thư. Ừ. Nghe nè, xin mời Lý Cẩm Sinh phá xăng chi mai. Đây là công chúa Trung Hoa, thành ra bà nói tiếng Tàu không hà. Nè, công chúa Trung Hoa, bữa nay nàng đi dự lễ tuyển thê hay là đi bán gà bán vịt mà sao? Người đầy lông vậy. Cái gì hết đó à? A Xúc, Lý Thảy Ngọ. Nội giám. Dạ. Bà nói gì đó, bà mời ta ăn ốc len hả? Hoàng thượng hỏi á, là bà nói cái gì mà len chứ lại không len vậy hả? Len, len là lẹp lô, ngộ lẹp lô. Dạ tâu hoàng thượng, bà nói len tức là bà tự cho bà đẹp đó. Đẹp. Ngõ hôi lý tù, ngôn ngầm ái lũ cung á. Tắc không tắc cá lý. Nội giám. Dạ. Nói với bà người ta đang quay phim tùm lum ở đây đâu có tắc được. Nói bà đi kiếm khác đi. Nè, hoàng hậu nói là người ta đang quay phim ở đây không có tắc được. Nói tiếng khác đi mẹ. Rồi, ngỡ hiểu rồi. Hoàng tử, lễ ăn cơm rồi chứ? Ăn rồi, nhưng mà không ăn dầu. Hay à, lị nói cái gì ngỡ không có hiểu được là. Nội giám, nói cho bà biết cả triều đình nhà mình ai cũng xài tóc giả hết đó, không có cần lược. Gắn lông đủ màu trên người vậy. Nè, hoàng hậu hỏi là đi đâu mà gắn lông tùm lum hết trơn vậy hả? Ngõ lối rồi, ngõ lối với A Xúc rồi, ngõ đi mua chồng đó. Cái gì mua chồng? Hay à, lì không biết gì hết là. Còn ngay á, phong tục lướt ngọ, lấy chồng là phải phụ của. Bây giờ, ngọ không có của, ngọ không có tiền, ngọ lấy lông gà, lông vịt, lông chim. Hả? Cái gì? Con chim bay trên trời đó. Con chim bay trên trời đó. Ngọ lem ngọ tan, ngọ phù lỗ cho lì. Hay à, hoàng tử nè. Ngọ nói có lì biết á. Ngoài ra, ngọ còn có một nghề nữa là mua vỏ sườn lòng đó. Ngọ nói cho lì biết, lì đi ra ngoài lường lúa lậu ăn hiếp lì. Lì về lì nói ngọ, ngọ sẽ dùng món cẩu thật xí quách. Ngọ chặt xí quách cho ngọ em về ngọ hàm. Có hoàng tử thật trong buồn là áo quan, ngọt sẽ trả như vậy đó. Nội giam. Dạ. Làm ơn dời bà đứng qua bên đi. Bà tả sảy sảy không sảy ai hết sảy ngộ. Hay da. A Xúc, lị biết nói tiếng của ngộ hả? Hay da, biết chút chút thôi. Chè la. Chưa có, chè lát mưa mới nấu. Tiêu gì hết ăn đồ ngọt kìa mẹ. Lì không có biết gì hết lắm. Ngọ nói tu chè là cảm ơn lắm, biết chưa?
Biết chưa lị? Biết rồi. Tội giáp. Dạ. Hả? Ngoại chịu lị rồi phải không? Hiểu cái gì? Nè, công chúa Trung Hoa. Hả? Bà biết không? Sao? Tôi đứng một chỗ thôi mà bà đi qua đi lại tôi chóng mặt quá hà. Đi qua bên kia đi mẹ. Cha lội lại nói cái gì ngồi không có hiểu được quá. Hiểu cái gì? Bước qua. Nhanh lên. Từ từ. Mọi giám. Dạ. Đi tới đâu rồi rụng lông tới đó. Thấy chưa? Dạ thấy. Hoàng tử à, ta thấy cái bà công chúa này cũng có vẻ nghèo lắm. Con mà lấy bà đó, bà cho con ăn toàn là xíu mại với xì dầu không đó. Rồi lâu ngày nó hôi xì dầu chịu gì nổi, phải không hoàng thượng? Đó là chưa kể mai mốt nó còn phải đi phụ với bà bán lông gà, lông vịt. Bữa nào mà bán ấy là còn phải đi kiếm lon mà lượm nữa đó. Phải. Ơi, mình tránh cà ri gặp xì dầu, quành thánh bánh bao xí mại mà ăn hoài chắc nó ngán chắc chết quá. Con có ý kiến? Gì vậy con? Ai vô đây giữ lễ á? Phụ dương với hoàng hậu cũng chê hết trơn á. Sao vậy? Kén vợ là kén cho con, chứ đâu phải kén cho cha cho mẹ đâu. Hai người sen vô thì chê rồi nói tùm lum tà la. Con bãi lễ bây giờ nó quá đáng quá. Đừng nóng con, đừng nóng con. Hoàng tử con bình tĩnh. Nội giám. Dạ. Tiếp. Nội giám. Dạ. Còn ai đâu? Dạ tâu hoàng tử. Còn ai? Dạ còn một người sau cùng. Người này không phải là cành vàng lá ngọc mà là một thôn nữ nhu mì hiền hậu, có dốc dáng dịu dàng như dáng đứng bên tre. Tà áo thước tha, dáng đi như là chết yểu. Hả? Cành liễu, cành liễu. Ừ, chết liễu vậy hả? Dạ, cho con cho vào nghe. Hồi hồi. Khoan, nghe ngư tả mà ta thèm. Cha còn thèm nữa, đối với con vậy? Tôi nói con nó thèm là phải. Tưởng ông không biết sợ chứ. Ai nói tôi không sợ bà? Biết sợ thì ngồi im đó. Không. Không gì? Không nhúc nhích. Thôi muốn nghe chưa? Biểu. Ở dưới này á, dạ. Lễ tiễn thê. Dạ. Ở trên kia là nữ kê tắc quá. Dạ. Gà phái đá gà cồ. Dạ. Cho vô đi. Vô gì? Cho vô đi. Vô gì? Vô cho năm mình tôi đi vô đi. Anh năm mình tôi cho liền. Cười quá à. Năm bạch truy. Nguyện trần lê ly mộng vừa khó. Ôi thật là quyển chuyển dịu dàng, tướng đi như như cái gì? Như lá bàn xẹp lép. Mái tóc dài đông đưa theo gió, chẳng khác nào khác cái gì? Rắn liêu điêu. Nhìn tướng nàng liêu trai quỷ quái, trời ơi, dáng đi đã hốt hết hồn của ta. Trời ơi, đúng là lần đầu tiên con mới gặp được một nàng giai nhân quý phái trang đài. Trời ơi, nàng kia, có thể nàng nhắc lại cái tên làng một lần nữa cho ta nghe được không? Dạ, tên em là Nguyễn Trần Lê Lý Mộng Vừa Khô. Vừa Khô. Vừa đó. Nhưng mà theo ta biết thì nước nào cũng có dừa. Dạ. Chẳng hay nàng thuộc xứ nào? Dạ, xứ của em là trước dừa bến xe ba ti dòng tôm đó. Hoàng tử ơi, bến tre là xứ có rất nhiều dừa, thành ra cũng có nhiều bàn ngạo lắm đó con à. Bàn ngạo là gì mẹ? Trời,
bàn não mà không biết. Nói cho nó biết đi. Bàn não tức là hăng rô đó. Trời ơi, chiều xô mà có tên Tây là hăng rô thì quá là quy phái chứ đâu có sao đâu mẹ. Nè nội giám. Dạ. Phiền ngươi bảo hăng rô lột nón ra ta coi nhan sắc được không? Dạ. Nè, hoàng tử nói nàng kéo nón xuống cho hoàng tử xem mặt đi. Dạ. Chắc là đẹp lắm. Gì vậy con? Tự túng là danh bất hư truyền. Trời đất ơi, hiểu con nai tơ tươi sư dừa thơ màu. Hoàng tử đã rung động trước nhan sắc của em rồi. Chỉ có khuôn mặt này, thân hình này mới làm cho chàng sung sướng mà thôi. Nhất là cái hàm răng này hả? Sao? Lại chỗ nào? Thì mỗi lần mà chàng thích đó, thì có thiết nào cho chàng. Thì nào vừa đi ăn xôi bắp chứ còn nào gì nữa. Trời ơi là hết hồng. Còn chưa hết đâu nha. Mỗi lần mà chàng buồn mà chàng muốn nhậu á à, thì có thiết khui vi cho chàng. Còn gì nữa? Trời ơi, nhất là một chuyện này quan trọng lắm đó nha. Mỗi lần mà trời mưa xuống đó hả, chàng khỏi có sợ bị ướt đi à. Sao vậy? Thì không thấy hả cái mái hiên nè. Cái mặt nó ướt đâu. Mới nữa có chút xíu à, mà khuôn mặt của hoàng tử đã đờ đẫn và thẫn đó rồi. Chàng đã xúc động với nhan sắc của em rồi có phải không? Trời ơi, chưa đi thi mà em biết chắc chắn là thế nào em cũng được làm vợ của hoàng tử mà. Trời ơi, mừng quá, thích quá. Trời ơi, mừng chưa chạy con kia. Mà đưa cái mừng dội, mà tới đây, tao nói cho mày biết. Cái gì? Tao là công chúa con vừa Ấn Độ. Mày là con não gì mà lấy tư cách cho mày thi vậy tao. Tao muốn giá, muốn muốn đén đén, hoàng tử là đê mê. Tao mới là vợ của hoàng tử. Mình đừng có mừng nha mày. Cái gì lo, hay lo, tụi bay lo. Làm cái gì mà tụi bay la âm sờm vậy, như có chợ chợm hỏm vậy. Một con thì cả đi vậy, một con thì lão dừa. Làm sao hoàng tử lấy lị được? Hoàng tử lấy ngọ lè. Bởi vì ngọ có cái lông ngà nè. Mỗi lần hoàng tử ngủ không lượt, ngọ dứt cái lông ngà ra, ngọ dai dai lỗ tai hoàng tử. Ây da, bảo đảm với lị là hoàng tử phi liền á. Còn phi á, đừng có tưởng thân hình mảnh mai như vậy mà coi thường nghe chưa. Trời ơi, nhịn năng, nhịn mặt, nhịn não, nhất định là không có nhịn chồng đâu rồi nha. Lạng quảng hả là bệnh đau cho rách xương rồi luôn, bệnh đau cho trắng rồi luôn á. Hai đứa bay chọc tao, tao móc bộ cà ri ra. Tao muốn đi mặc một cái là giang chứ đâu giang. Không đỡ cho hả? Lối cho hai lứa tụi bay biết coi. Hai lứa tụi bay đừng có lộn xộn ra. Chọc ngọ hả? Dứt cái lông lọc của ngọ ra. Nó thổi một cái. Hai lứa tụi bay đó hả? Ngươi cho cha một tổ đó. Lối cho hai lứa tụi bay biết. Mà khuyên, khuyên. Cái lông độc của mày, sao bạn không đánh độc của bạn? Con nữa chưa hết, còn hai con. Dẹp loạn. Em đứng một bên này nhéo lên. Trời ơi ông sùng quá. Dạ con dẹp loạn rồi. Thôi được rồi, bây giờ các nàng nghe ta nói nè. Nhan sắc các nàng đó thì ta đã chiêm ngưỡng rồi. Bây giờ tới cái phần mà thi năng khiếu. Thế mà ai hát hay á thì loạt giải. Mà hậu ta tắn lỗ tai cũng chưa hết thì sao mà còn hát nữa. Vậy thôi hát đi, sắp xếp đi nội giám. Dạ. Bây giờ nghe sắp xếp đây nè. Công chúa Ấn Độ Angeli là gì? Hát trước. Tao nói đó, tao trước mà không tính. Tao trước mà. Thank you.
về. Hà chú ba. Loa mà kêu mình chạy giặt vậy đó. Thiết tưởng như tiếng hét rào sóng bủa giọng cất lên như ngọn suối lồ. Tưởng ấy à, lộ khóc, lộ dám. Dạ. Người khác. Dạ. Quán tử đã chịu, đã chịu, đã chịu quá rồi. Nè, chịu hay không chưa biết. Nhưng mà nó dám đứng thấy nàng Vũ đẹp quá, ca hay quá, mai mốt có show kêu nội giám đi. Được là được, là được. Nhảy lúc tao dở tao kêu mình đừng lo. Đứng bên đây đi. Thank you. Người thứ hai năm mà thương ngọ dồi ngọ dồi. Sao? Bài hát này là nổi tiếng trong phim Ma Cây Dù đó. Phim Ma Cây Dù? Ừ. Nàng đóng vai chánh hả? Đúng rồi, họ đóng trong cái phim đó đó. Vai gì? Cây dù đó. Cây dù hả? Cây dù thì cây dù? Biến đi mẹ. Hả? Tưởng đóng vai chánh thì còn tiếp đãi đàng hoàng quỷ sứ. Cây dù thì biến qua đây. Lý tưởng cây dù quá, cây dù khó lắm lắm à. Không có cây dù làm sao lắm phim được đó. Trời ơi, trời ơi. Qua bên đây. Trời ơi, nổi ốc hết trơn. Dễ lắm lắm. Muốn làm mệt. Năm bà Truy. Nói em. Hoàng tử ơi, em khó cho hoàng tử nghe nha. Ai đứng bên bóng dừa tóc dài vai trong gió, có phải người còn đó là con gái của Bến Tre năm xưa chuyên đi não dừa não dừa. Trời ơi, hàm răng nàng hòa theo tiếng hát thiệt là lạnh lùng với những âm rung. Hầu thủ vô vọng về kêu réo khiến lòng ta khiếp đảm lạnh lùng. Thôi thôi. Trang Tiểu em hát rồi phải không? Hay quá biết mà. Hay lắm. Cậu thấy không? Mỗi lần
Người đẹp vuốt tóc với hai bàn tay quờ quạng y như khỉ tìm trái cây. Láo liền gì kênh kênh đi kiếm thịt gì đó. Thôi được rồi, ba nàng ra đây để ta nghe tuyên bố kết quả. Sau khi phụ dương, hoàng mẫu và ta xem ba nàng thi tài lẫn thi sắc thì ta có một quyết định. Công chúa Angeli đời gì? Đâu rồi đó rồi đó rồi đó rồi văn tiểu mê ta không thể nào đoạt giải. Trong đêm động phòng đủ tắt đèn, ta đâu biết ôm nó chỗ nào. Trở về. Số 2 Trung Hoa công chúa. Bỏ lượt rồi, bỏ lượt rồi. Lượt cái gì, đứng chỗ đó được rồi. Nàng nói tiếng quá là kỳ cục, ta không thể nào hiểu được. Cái gì nữa, đi đâu nàng cũng đem theo đầy lông như vậy. Ta bị allergy. Phiền nàng đã là chỗ cũ. Gì, không biết gì hết. Number 3. Dáng đứng bánh tre vừa khô. Đẹp lắm. Nàng rất là đẹp. Tuy nhiên kẹt con cái, nàng có cái màn bàn não á, trời ơi quá sắc bén. Chủ mỗi lần vung ra đó, nàng hơi mạnh môi chút xíu á, tập cái đứt cái lưỡi ta còn chịu gì, đã không? Phải vậy đó. Hê quang tử, quang tử, quang tử. Tao nói cho quang tử nghe hả? Quang tử chế tụi tao là sổ rồi, quang tử lấy con nào mà không đẹp bằng tụi tao rồi. Tao tao thổi cho mày chết luôn. Tao thổi thì lắng, tao đứng mà mày nhăm nhó gì. Trời ơi. Hê, bỏ nói cho Lị biết hả? Lị lấy con nào mà không bằng ngọ đó. Ngọ sách cái Lị, ngọ sách cái Lị, ngọ xào xào xào. Ngọ phun cái Lị, ngọ phun cái Lị, ngọ bào bào bào. Chưa đâu còn nữa đó. Hả, lấy ai mà không có bằng tao hả? Tao nào cho một cái hả là trụi lũi luôn á. Tướng à, bỏ mày chết luôn. Cho mày chết quá. Đừng có coi thương á. Nói cho Lị biết hả? Hoàng tử ơi, con tính sao chứ? Chà thấy nguy quá rồi. Con tính sao? Quyết định đi con. Quyết định đi con. Thôi dạ, dạ, thôi được rồi. Ta nghĩ ai trên đời này cũng có ưu, có khuyết. Ta cũng vậy. Thôi bây giờ ta bằng lòng thấy lấy cả ba nàng luôn. Dạ, 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 dạ. Em nào muốn lên trước?